Rồi, em xin mến chào toàn thể tất cả cô chú anh chị và các bạn nha. Thì hồi chiều hôm qua thì em có đi đặt 10 cái lời. Thì bữa nay là sáng sớm, tranh thủ em đi sớm để dỡ những cái lời đó. Và em sẽ quay lại cảnh đồng quê sáng sớm cho tất cả cô chú anh chị các bạn xem nha. Thì giờ chỉ quay clip được vậy thôi, nên rất mong cô chú anh chị ủng hộ nha. Rồi, thì em bây giờ em dở đây, em cũng xin mời tất cả cô chú anh chị các bạn theo em đi dở lời nha, để xem hôm nay coi kết quả sẽ như thế nào. Chú Tám còn ngủ nha cả nhà. Thì em đi dắt sáng sớm, thì giờ này mới còn 5:40 à.
hâm đồng sớm rồi. Này mưa cho dữ lắm, mưa hướng đi nào đó để đi thẳng được, chứ không dám liếc tùm lum. Liếc qua ruộng quay đồng lúa là xuống kinh. Ồ, xanh um luôn đó nhờ. Rồi tắt máy luôn. Ơi cô chú anh chị ơi, thì sáng sớm nay thì em đã lên được tới trên trên đồng rồi. Đó, xanh đồng luôn. Thì bây giờ em sẽ đi dỡ những cái lờ em đặt hôm qua cho tất cả cô chú anh chị các bạn xem nha. Thì không biết có hay không nhưng mà cũng hy vọng lắm cả nhà. Ôi ốc hắn nghẹn đù trong mấy cái thành bờ quá lẻ luôn. Ốc bu vàng nhiều, ốc bu ngoài đây mới có nè. Hôm qua đặt chỗ nào hôm nay không biết nhớ không nè. Này có cỏ là. Bữa nay mà nó có bị lắc lắc rung rung gì cả nhà thấy chóng mặt cả nhà tu qua nha cả nhà. Lặng thinh vậy. Qua đặt ngay căn chậu kia bên bác. Chỗ này nè. Ông tỉnh cho người ta. Còn cái chai là thấy còn cái lờ đây nè. Trên bờ luôn rồi. Mắc cạn quá sợ chuột ăn á, mình em mới đi dỡ sớm với này đặt hai bữa mới dỡ nha. Sợ chuột ăn. Tranh thủ dỡ sớm.
gì này. Ốc. Cái sạc này cũng khó nè cả nhà. Rồi. Này, ốc bu. Hai cái rồi. Được một con cá sặc với một con ốc. Ốc này hôm qua mình bỏ vô cả nhà. Chút nữa cái camera mà nó có dính nước rồi mong cả nhà thông cảm ha. Đây cỏ anh phớt vô. Có cua luôn, ốc luôn. Đây cái nhà này. Cua đừng kẹp trong này. Cua vô kẹp rách lưới chân. Cua kẹp bỏ càng. Đây. Ủa con ốc. Ốc với cá sặc. Qua nhớ bước lên là có cái rau này nè. Đó. Wow, được con cá rô. Cũng có nè cả nhà. Cá gô, cá sặc, ốc bu. Yeah.
Ồ, được mấy cái sạc nữa. Sạc này phải ngâm á, ngâm qua ngày rồi, qua 2-3 ngày á nó mới có giữ được cái mùi cá chết nè, giữ được cá bự vô được. Còn đặt rẻ liền ít lắm nha. Để chim đợi ăn bữa nay chứ. Được cái 4 con, chục cái 40 con đủ ăn. Đèn của đèn đèn của đèn nó vô nó ăn bà cái bù đèn không cả nhà. Con rồi. Có phù à? Dạ. Có nhiều quá. Cái này có người dở rồi nè. Qua mình đặt đứng mà cho nó nằm ngang nè. Nhớ đâu đây, đây ngay chân chỗ bù. Thank you.
Kệ được mấy cái cuối này vớt giác cũng được. Ốc này đầy đủ, ốc yeah. Nói chung là cũng có kinh nghiệm đặt á cả nhà. Ngày đầu thì nó cũng không có nhiều mấy, kệ nhiều đây cũng cố gắng. Bây giờ còn đặt ở đâu nữa không nè, nhớ lại rồi để quên nha. Cho đổ ngoài không vậy? Bây giờ cũng bộn luôn. Cũng có cá, có cua nè, cá rô nè. Rô cua nè. Ây da. Nè cả nhà, rô nè. Như để cọng cái sót này. Cái chỗ này nãy đủ chưa ta? Ồ, cái này sót chắc luôn. Em mới đặt xuống thì không bao giờ có cá. Thành quả nha cả nhà, cũng có ốc bu rồi thì nó đầy đủ. Đủ khô quẹt. Thì nãy cái em đi đặt thêm nữa. Nhiều cá dính ít cũng nhiều. Đặt ít quá thì không có thì thôi luôn. Đêm á cơ mai mới có nhiều nha. Kiểu như mấy con cá sặc mà nó vô cái
nào bự vô sao. Thôi em cũng xin cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi video ngày hôm nay. Thì thành quả đạt được thì cũng được mớ cá sặc với mớ ốc đó, thì cái này về kho đi, còn nấu canh thì chắc có thể đi ra chợ mua thêm con cá chê nữa về nấu cái bắp chuối ở bên hồng hè chú Tám á. Rồi em cũng xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị các bạn đã theo dõi video này. Em cũng xin mến chúc cho tất cả cô chú anh chị một ngày mới vui vẻ và trời này hạnh phúc. Em xin bye bye và hẹn gặp lại clip sau nha, hy vọng clip sau sẽ được cá nhiều hơn. Xin cảm ơn.